anh em ạ. Chúng ta đến với trận đấu thứ hai rồi. Và như vậy là Minoan, Roman, Sumer, Kata là con ngôi thành viên bên phía đội bạn, trong khi đó chúng ta lại hit cho Son Fomin. Hitty trong tay của game thủ Bùi Phương Nam, cho Son trong tay của game thủ Chim Sẻ. Phonesian tới với game thủ U98 và Mạnh Hào là người được cầm Minoan. Vâng, trong khi đó đội quân của các thành viên bên phía đội bạn có Minoan của game thủ Simang. Vâng, Roman trong tay của game thủ Tiểu Man Thầu. Sumerian của Tuti. Và là Katha trong tay của BB. Vâng, như vậy ở trong trận đấu này thì cả hai game thủ chúng ta đều được cầm Minoan. Mạnh Hào cầm Minoan ở phía bên trong cánh. 6 giờ liệu có kẹp xăm không? Xem kiểm tra nhẹ một tí. Thật á? Thật lắm trận có mà. Vâng, đây là máy của game thủ Chim Sẻ. Những bước dò đầu tiên của Sẻ. Có lẽ là ở trong trận đấu thứ hai thì tôi sẽ xem máy của game thủ Chim Sẻ đắng ở trong trận đấu này thôi. Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả mọi người đang có mặt ở trên bếp của Bùi Phương Nam. Khoảng 2.000 anh em đang xem. Mọi người xem thì like xem mạnh mẽ nữa để ủng hộ cho Bùi Phương Nam nhé mọi người. Kami dạo này vợ nó bắt trả bài nhiều nên ô bom không bằng Kami nhé. À Hải, Mario dạo này nó vợ nó bắt trả bài nhiều quá. Vâng, thấy bảo cái này em không rõ lắm. Kami hát hay về làm việc với anh đi, lương cao hơn nhé, anh quên 98 à. Thực ra thì nói thật với anh ấy là em là đam mê với game nên anh thông cảm. Nhưng mà nếu như mà anh số đủ to thì em cũng cố. Vâng, cứ tầm 50 một tháng thì chắc là tôi cũng cố đấy. Cuộc sống mà. Nhưng mà theo tin báo về tới đây game thủ Bùi Phương Nam là bài đủ đồ luôn. Bài Sẻ cầm cho Son, bài hơi xấu nhá. Bài đấu là đây là máy của game thủ Bùi Phương Nam cầm Hitty. Một trận đấu mà anh sẽ người được đánh cung ở phía đầu cánh. Mạnh Hào chém cho rồi. Vâng, Sẻ bài đấu khá xấu. U98 cầm Phonesian ở đầu cánh. Sẻ sẽ người chém cho. Nếu chuẩn thì sẽ là như vậy. Bởi vì tôi đang thấy rằng bài U98 thì có vẻ như cũng có thể đánh được cung R. Có thể là đánh được cung R. Chào anh em nhá, chào mọi người. Tối nay mấy giờ Sẻ đánh với Weeper đấy, Kami tầm 7:30 em ạ. Và em sẽ là người bình luận. Anh biết gì đâu chim lợn. Thôi nói chung cố gắng hết sức rồi. Cả 5 giờ có đánh đâu. Nghe. Nhưng mà cả 5 giờ cũng chẳng đánh đe. Thành ra là bây giờ ông Sẻ cũng bảo chim lợn nên nó cũng không biết cái gì mấy đâu. Nhớ được map không? Nhớ được một vài map thôi. Nhớ được map. Vâng, nhớ. Tôi nhớ được map Heland là cái map giống Hi Con Chi mà không ấy này. Map Hi Con Chi này, Heland này. Vâng, nói chung là DE thì ngày xưa ông đánh nhiều nhưng mà thực ra bây giờ nhớ cũng không nhiều. Thì thôi, thực ra thì cổ vũ cho Sẻ thôi. Chúc em chiến thắng, may mắn. Nếu em thắng thì anh vỗ tay thôi chứ còn. Để mà chim lợn thì... Vâng, để mà chim lợn để em thắng được ông top 1 của cái game đấy là khó. À, 8-20 với 26 nông dân phô. Vâng, đây là máy của game thủ Chim Sẻ. Tham lai đã là 26. Một bài đấu mà Sẻ ra người đi dâng lờ cho game thủ U98. Hay là... Vâng, hay là đánh như nào? Hay là 98 cũng đánh chém? Tôi nghĩ rằng là... Vâng, 2S rồi. 98 là người đánh cung R thôi. Vâng, Mạnh Hào thì bài như nào? Bài được. Thế thì chúng ta cũng xem Mạnh Hào rồi. Bài cũng Sẻ xấu lắm. Vâng, Sẻ thì dạo này tôi hay ngồi xem bên cạnh xem... Học cách đánh của Sẻ thì tôi thấy là Sẻ cũng hay chơi lắm bài, cũng đánh theo kiểu con cá lăng quăng. Vâng, BLBM đang thiết kế mấy gấp rút. Vâng, một con cá lăng quăng thì tôi nghĩ là tôi ngồi xem Mạnh Hào thì sẽ là hay hơn. 12-4 26 dân, đúng rồi, ông tổ của làng lăng quăng đấy anh em.
À, đây một bãi vàng khá đẹp tới từ game thủ Mạnh Hào. Chúng ta cùng xem mà Mạnh Hào sẽ phát huy sở trường chém của mình như thế nào. Rồi đánh chém Mạnh Hào hay dùng mà. Vâng, chúng ta thì hay gọi là loang quăng, Mạnh Hào đấy hay dùng vâng một bài người ta gọi là bài chém. Nào, vâng, như vậy là có kẹp xăm ở góc 6 giờ. Nhưng mà anh Hào ơi, bây giờ thì 100 triệu của anh có đưa em không? Em lấy 5 triệu thôi đấy. Vâng, như vậy là Tuti là người kẹp xăm góc 6 giờ. Tôi đã bảo mà dò đi mà không nghe. Đấy, vâng, bây giờ thì có kẹp xăm rồi. Nhưng mà thôi, không sao, kẹp xăm, chỗ này thực ra chủ lực mình đầu cánh mà. Mở 3. Vâng, mở 3 Tuti là người kẹp xăm cầm Sumer. Vâng, đây là con giò của game thủ BB. Và 27/36 là Tham Lai tới từ game thủ Mạnh Hào. Tôi vẫn nhớ cái câu chuyện 100 triệu của Hào nhá. Nhớ rồi đấy. Và một bài đấu đánh giò thủ tới từ game thủ BB cầm Kata. Trong khi đó thì cánh bên này sẽ đang gặp nhà của game thủ màu 2. Một trận đấu mà game thủ màu 2 Tiểu Màn Thầu vừa mới lên đời xong rồi. Minoan ở trong trận đấu này đôi bạn không hề có cung tuyển. Minoan của Tiểu Màn Thầu. À xin lỗi anh em là Roman. Vâng, xin lỗi anh em Roman tới từ game thủ Tiểu Màn Thầu. Và một trận đấu một đội bạn theo tiền báo về tới game thủ Mạnh Hào làm game thủ BB đã chết 5 dân. Chúng ta có Tuti kẹp xăm như vậy ở trong trận đấu này là Minoan của Simang ở trong cánh đấy. Vâng, Minoan của Simang sẽ ở trong cánh trong trận đấu này và nhiều khả năng sẽ có bài đánh cung A tới đây game thủ Simang. Vâng, lút mút được con lạc đà của game thủ M4. Đây là một trận đấu mà Mạnh Hào sẽ là người khỏe hơn so với game thủ BB là khá nhiều. Và đây máy của game thủ Bùi Nam, Tham Lai đang là 28/32. Lợi thế ở thời điểm tiền vẫn đang thuộc về chúng ta khi mà Mạnh Hào đang chém ổn, còn Chim Sẻ Nắng theo tin báo về cũng đang ăn được khá nhiều dân của game thủ Tiểu Màn Thầu. Tốt. Nhưng vấn đề bây giờ đó là vâng, theo tin báo về là Mạnh Hào đã gặp luôn nhà của game thủ của Minoan và chắc chắn đó sẽ là người đánh cung A thôi. Tôi nghĩ là Minoan trong cánh thì đánh cung A thôi. 29/30 là Tham Lai tới từ game thủ Mạnh Hào. Đây là những con dân của game thủ màu 2 Tiểu Màn Thầu. Thầu cũng sẽ yếu luôn trong giờ này. Vâng, lớn ngớ mà vớ huân chương vào nhà để tìm Minoan để phát hiện ra được cái ông Roman đang ăn ở đây. Tươi. Nhưng mặc dù vậy cũng không ăn được nhiều. Vâng, không ăn được nhiều dân của game thủ Tiểu Màn Thầu cho lắm. Vâng, đây là ruộng tới từ game thủ cầm Minoan. Vâng, cung A của Minoan trong tay của game thủ Simang sẽ ở đâu trong trận này? Chúng ta cùng chờ đợi. Sửa với cả chúng tôi lại vào. À, không sao. Không sao luôn, vẫn không sao. Cứ làm với hai công dân ở phía ngoài đã, tính. Đúng rồi, cú tạm hai công dân. À, phay ruộng đi anh. Đây là phù thủy của đối phương. Theo tin báo về tới được game thủ chim sẻ đó là sẻ đã vào trong nhà của game thủ Minoan. Bước nhà Simang không có cái gì cả. Thôi. À không, nhưng vẫn còn Sumer kẹp xăm nhỉ, quên, xin lỗi anh em. Vẫn còn ông Sumer đi ăn kẹp xăm ở góc 6 giờ nữa. Bắt luôn đi. Đó có Sumer nhá. Minoan yếu rồi. Vâng, pha bén rất tốt của game thủ Bùi Phương Nam. Vậy thế này mới là vậy chứ, rồi ôi tuyệt vời. Vâng, trục dân của game thủ Bùi phải nằm xuống. Đi vào sát vào góc. Vâng, đúng rồi, đấy. Rồi ôi, bãi vàng còn nguyên bãi vũ nguyên thế này. Ông muốn định bỏ đi à. Ăn nó đi. Vâng, chết luôn tới được game thủ màu 4. Rất hay tới game thủ Bùi Phương Nam. Vẫn còn cái bãi gỗ nữa nha, nhớ đấy. 49/68 này, đằng sau. Đằng sau đít nhà của Bùi Phương Nam là màu 3 đấy nhá. 298 ngược về bắn 3 cũng được. Hoặc là bắn 1-1. Ờ, thế chơi 1-1 luôn đi, chơi 1-1 cũng được. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ vâng, chúng ta đánh theo kiểu đó là U98 sẽ giết 1-1. Vâng, 1-1 đi, góc 12 giờ em ơi. Đúng rồi, chị nào đã biết nhà bộ rồi, còn game thủ Việt Nam sẽ tập trung solo với game thủ cầm Sumer. Ông Sumer này chắc là nhiều khả năng lúc đầu là cũng phải bo lom dom bởi vì tránh bị sợ bị phát hiện đây. Tôi đoán thế. Vâng, pha về của game thủ Việt Nam, dạo này Bùi Phương Nam về khét quá nhở, hết sạch gỗ rồi. Vâng, 45/68 vẫn là 4 là đều, trong khi đó đây máy của game thủ Mạnh Hào. Vâng, xem qua mà được máy Mạnh Hào một chút trước khi chuyển qua máy của 98 đẩy một phát là chết luôn Minoan này nhá. Không có cửa đâu. Không có một tí cửa gì dành cho Minoan trong tay của game thủ Simang cả. Bởi vì đã rất yếu rồi. Vâng, số lượng cung A các bạn thấy khá lom dom.
Và đèn máy của game thủ U98 đến chưa? Vâng, 98 đến chưa? Chúng ta cùng chờ đợi. 98 đục được E rồi kìa. Lại vào nữa đi. Vào luôn thì còn gì nữa. Sao mà phải nghĩ. Đấy, nó lại chạy ra rồi. Không có nhiều cung A đâu. Kìa, cẩn thận quân kìa. Không được. Và ít quân. Và như vậy theo tin báo về là sẻ có quân luôn. Con sẻ đang ăn được rất nhiều nông dân của game thủ xi măng. Vào nhá. Được. Tờ này vừa được đây. Vâng, đây là tờ chơi được. Mà nhưng mà phải U98 bắn đằng sau cơ. Đâu rồi? Rồi như vậy là máy của cầu thủ chim sẻ. Rồi vẫn đang đấu được và ăn được rất nhiều nông dân của cầu thủ chim măng. Yếu lắm như đấy. Vâng, bộ đang yếu lắm trong trận đấu này. Như vậy chỉ còn 1-3 thôi. Vâng, 17-28 tham lại với cầu thủ chim sẻ. Trở lại bên máy của game thủ U98. Và theo tin báo về là 1-4 ở lại anh ạ. Bùi Phương Nam tham lại là 60. Bốn ở lại thì chắc là chỉ có ở nhà chính thôi. Nam kiểm tra lại đi. Bốn ở lại. Nó vẫn nói chung là bi vẫn còn nhiều dân đấy nhá. Tơn vừa nãy gọi là ông chỉ ăn được khoảng hơn chục dân thôi. Phải kiểm tra lại nhà đấy. Vâng, ruộng giết của mẫu 4 là còn nguyên. Kìa kìa, Nam là gì, Nam là gì. Vâng, trở lại bên máy của game thủ U98. Vâng, 66/100. Thông tin báo về tới game thủ Mạnh Hào đó là mẫu 1 đang sang kê nhà mẫu 4. Mẫu 1 chỉ mang một yếu thôi nhưng tu thì đang khá khỏe. Vâng, vấn đề của chúng ta là cần phải giải quyết được game thủ. Vâng, vấn đề là cần phải giải quyết được game thủ. Vâng, Tuti ở dưới góc sóng giờ. Đây máy của game thủ U98 bây giờ bắt đầu di chuyển. Còn đây máy của game thủ Phương Nam ở nhà thì vẫn đang bị chơi vào bởi những con lạc đà của game thủ BB nhưng không sao. Đây là tờ lao vào có game thủ chim sẻ đang đang ở đây. Vâng, cùng chờ xem. 75/100. Sẻ đảo đi em ơi, đảo đi. Vâng, không nhiều cung đờ lắm tới game thủ Tuti. Tờ này là vú được. Vâng, đánh gọi là chết hẳn ông này nhá, không cho cơ hội hồi lại. Vâng, đằng sau cũng đang có khách. Đảo đi. Vâng. Vâng, 98 có người chơi ở phía đằng sau, máy của U98. Đấy, chơi cùng đời đi. Vâng, trong khi đó đây máy của game thủ Bùi Phương Nam. Liệu rằng có ốp được phía bên trong nhà của đội bạn hay không, chúng ta cùng chờ đợi xem. Mẫu 4 cũng đang về đỡ nhà cho game thủ. Mẫu 3 ở trong tình huống này khá đông lạc đà tới đây game thủ BB. Vâng, tờ này chưa được rồi. Vâng, vẫn đang phải dồn thêm quân tới được game thủ Bùi Phương Nam bởi vì số lượng quân của anh vẫn đang là hơi ít. Đội bạn đang rất đông quân theo tin báo về tới game thủ Mạnh Hào đó là mẫu 4 đã chết. Quản kỹ nhá. Đấy, nó làm lại ở nhà chính của mình thôi, cũng có đi đâu đâu. Trở lại với Bùi Phương Nam nào, tên này là một tên dồn chết game thủ mẫu 3, game thủ Tuti. Nếu không thì đội bạn sẽ là đánh theo thế bánh mì kèm trả chúng ta ở trên bản đồ. Đó là Minh Đoan sẽ ở trên góc 12 giờ dồn xuống và cung đờ của game thủ cầm Sumerian từ 6 giờ dồn lên. Rất nguy hiểm dành cho game thủ Bùi Phương Nam cũng như những người cầm chủ lực khác. Mẫu 4 cũng đang đẩy sang đây chân lực để có thể đỡ nhà cho game thủ cầm Sumer. Không biết được chưa. Vâng, theo tin báo về tới game thủ chim sẻ đó là sẻ cũng đang luộc được hết ruộng của game thủ Tuti ở phía bên trong. Vâng, nhưng về cơ bản là đội bạn vẫn đang chưa chết hẳn. Vâng, các game thủ chủ lực bên phía đội bạn thì đều đã mất ruộng và yếu. Thảm lại là 16 rồi, U98 thảm lại là 70 rồi. Vâng, mặt máy của game thủ Bùi Phương Nam
Tham Lai là 68, đang nở ra rồi. Vâng, phải đưa dồn. Tôi nghĩ là dồn, vâng tôi nghĩ là dồn thêm một tuần nữa, phải giết hẳn một nhà. Vâng, quay trở lại với máy của game thủ Bùi Phương Nam. Tham Lai là 78/116. Đến máy của game thủ O98. Tham Lai 67, giải quyết xong 1-3 chưa? Vâng. Theo tin báo về 1-1 ứng sĩ quân lực nhà Nam, Nam về đỡ đi. 98 giải quyết nốt đi. 98 phải giải quyết nốt người cầm Sumerian đấy. Vâng, trở lại với phần máy của game thủ Bùi Phương Nam. Tham Lai là 83/116. Hai kích à? Chạy đi, chạy đi luôn đi. Đúng rồi. Vâng, đi thì vẫn còn là đà rồi mà. Đang lên đây, xi măng đang ít quân thôi. Vâng, Nam đã sơ tán hết toàn bộ số lượng cung đời của mình đi rồi. Ôm đi. Chạy đây, chạy đây, chạy đây. Có bãi quả, thôi cứ chạy đi. Nam ở nhà tôi nhấp nháy. Vâng, một người vào đây, một người ăn đi. Để ý kìa, để ý sân kìa. Vâng, rất nhiều quân của chúng ta. Một tình huống mà vâng, game thủ Phương Nam đã đọc được thế trận. Vâng, đẩy quân của game thủ xi măng. Nên Bùi Phương Nam đã quyết định là đẩy thẳng luôn nhà của đối phương và khiến cho nhà của game thủ xi măng bị bay. Một thế trận đẩy khá hay tới được chúng ta. Vâng, thế đổi nhà khiến cho game thủ xi măng bị hụt hẫng. Người ta gọi đây là thế vườn không nhà trống của ông cha ta để lại. Kiểu U98 kia vậy em ơi. Pha vẩy e của game thủ U98. Rất nhiều go, hết go rồi. Oh, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Ok. Rất nhiều nông dân của game thủ xi măng đã phải nằm xuống. Vâng, ai vào phía bên trong nhà. Vâng, ai ở phía bên trong nhà đó phá cả ruộng đi, không cho hồi lại. Phá ruộng, phá nhà đi. Bắn máy của Bùi Phương Nam tạo lại là 78/108 ở thời điểm hiện tại. Vâng, 1-4 vẫn đang hồi kìa. Bắn 4 luôn, bắn 4 luôn. Vâng, bi hồi sống rất dài anh em ạ. Dài với cả chúng tôi này. Tính nhiên bi thì vâng, sống khỏe thật đấy, khó chịu thật. Vâng, bắn chết 3-4 lần rồi mà vẫn còn hồi lại được. Kìa, để ý kìa. Nó chạy dân kia Nam kìa. Không đuổi được à? Không đuổi được à? Đèn máy của game thủ U98 tham lại là 106/132. Phá đổ toàn bộ nhà BA của đối phương. Bắn đổ 1-4-4 nó chạy lên 12 giờ. Đèn máy của game thủ Bùi Phương Nam. À, bố chạy lên 12 giờ anh em nhá. Có ai có dân thì đi, có ai có ngựa chém thì đi quản lên góc 12 giờ. Vâng, đây máy của game thủ chim sẻ. Thôi, sẻ tầm này thì thực ra chết cũng được. Ông này cũng... Vâng, có còn cái vẹo gì đâu. Máy Mạnh Hào. Tham Lai là 3. Vâng, Mạnh Hào thì bây giờ thế này có lẽ là anh nên chạy thẳng vào nhà một cái số đây. Và sau đó là đọc báo. Vâng, 118 là Tham Lai tới từ game thủ U98. Tham Lai chúng ta đang khỏe. Đi đâu ấy? U98 đi đâu ấy? Tìm vừa vừa thôi. Ít quân thôi. Rồi, cả kích như thế này. Sát sát em tưởng như thế nào. Vâng, màn máy của game thủ Phương Nam tham lai là 83. Bắt nốt lạc đà của game thủ BB. Vâng, đây là tôi mà phải không quá tốt tới được game thủ Phương Nam cũng ăn được 2 con lạc đà rồi. 55 ấy, để ý. Thằng 3 nó vừa, nó đi ôm này, Nam lên luôn. Nam lên nhà 3. Ừ, lên luôn đi, nhà nó ngay gần nữa này, lên luôn.
Lung Linh lại lên luôn chứ còn gì nữa. Yên tâm, 98 đông quá lắm. Ờ, 98 thì càng phết đấy, tờ này khá càng đấy. Khi mà game thủ màu 1, game thủ xi măng cũng đang có mặt đây bằng khá đông cung A. Vâng, cái loại cái đạo cung A này của game thủ xi măng là đi khá lòng vòng ở trên bản đồ từ nãy đến giờ này. Bắt được tên cung A, cung đo lẻ của game thủ. Vâng, màu 3, game thủ Tuti. Tham lai là 114 dành cho U98. Đỡ được nhà hay không thì đó là một vấn đề cũng tương đối nan giải cho con Phonesian. Không, vâng, không quá đông quân dành cho U98. Trong khi đó đội bạn thì tương đối đông, có rẻ về là vẫn không đỡ được. Vâng, vẫn cần phải lùi quân liên tục. Nhưng Bùi Phương Nam đã khiến cho game thủ của ba sẽ bay nhà trong trận đấu này. Và tất nhiên rằng cái thế trận chúng ta sẽ có một nhà khỏe, đó chính là game thủ của Việt Nam. U98 cố gắng giữ tham và câu kéo thời gian. Bùi Phương Nam cố gắng trâu quân ra bởi vì đội bạn không còn ai còn nhà trong trận đấu này nữa cả. Quản lại 1-4 nhá, vẫn cần phải thả Mạnh Hào quản 4 là đẹp rồi. Vâng, để ý vào ruộng của đối phương đi. Trong khi đó nên máy của U98, 98 mà đỡ được thắng luôn. Vâng, tỷ số là 2-0 chúng ta ở trong xe đấu đầu tiên. 2